Đẩy cửa mở thế kia. Đồ ăn này. Nhiều quá. Sữa chua này, mochi. Ui, mình thích món này lắm. Hay là thời gian để sẵn ra cho mình đến chỉ phải ăn thôi nhỉ. Nhưng mà mochi ngon quá, mình cũng đang đói bụng. Thôi kệ thời gian, mình cứ ăn đã. Nhìn ngon quá à. Yes. Wow. Ui, mới mở ra mình ăn một cái mùi xoài rồi. Hộp mochi này có tận 8 miếng lận. Thế thì mình tha hồ mà ăn. Còn phần còn lại thì cho thời gian. Đây là mochi xoài nhưng có màu vàng này. Wow. Mình phải ăn thử thôi, mềm quá. Có nhân kẹo bên trong này. Ngon quá. Ngon quá. Cảm ơn. Ủa thơm quá. Sữa chua, sữa chua. Cả bánh mì nữa này. Nhưng mà ăn sữa chua không thì cũng chán. Bánh mì cũng thế. Hay mình thử kết hợp hai thứ này với nhau nhỉ. Chắc sẽ ngon đấy. Bánh mì ngon quá, còn nóng hổi luôn này. Mình sẽ cho sữa chua vào trong này. Chắc sẽ rất là ngon luôn. Rồi. Nhìn hấp dẫn quá à. Mình cho này thôi. Vị lạ quá. Hiểu thì đang về mình sẽ cho thì ăn thử. Ngon quá. Thì đang về rồi à? Sao cũng có thể như thế được nhỉ? Đây là đồ ăn tớ chuẩn bị sẵn để chiều nay tớ ăn đấy. Tớ cứ tưởng cậu biết tớ sang nên cậu chuẩn bị trước. Làm sao mà tớ biết cậu sang được? Cậu sang tớ có gì phải chuẩn bị đồ cho cậu chứ. Thôi thì ra ngồi xuống đây đi, đừng giận đỡ nữa đi. Thôi tớ xin lỗi. Thôi đừng giận đỡ. Mà tớ vừa phát hiện được ra một món hơi ngon luôn. Món gì đấy? Bánh mì kẹp sữa chua. Để tớ thử xem nào. Nhưng mà một cái cậu có ăn hết được không đấy? Tớ không biết nữa. Thế tớ ăn thử một miếng đấy nhá. Nếu cậu ngon thì hai bọn mình ăn chung luôn. Tớ thấy thì cực kỳ ngon luôn. Ngon đấy. Sao cậu lại nghĩ ra món này được ấy? Tớ thấy ăn cả hai thứ riêng thì chán quá nên tớ kết hợp vào. Cho tớ ăn với, cho tớ ăn với.
ngon quá. Thôi, không anh ăn đi. Tớ răng nó xuống nên khó ăn lắm, cậu ăn đi. Để ăn mochi. Nè, có một miếng mochi sao cậu không ăn nốt đi? Tại vì tớ nghĩ là nhiều món quá. Ngon quá. Khi nào tớ mà mẹ tớ mua cho tớ để tớ làm. Mà Thùy Lan ơi, lần sau cậu sang nhà tớ, tớ sẽ mời cho cậu nhiều món ngon hơn. Còn lần này cậu bỏ qua cho tớ nhé. Để hôm nào rảnh thì tớ sang nhà cậu. Mà Thùy Lan ơi, hôm nay cậu ở nhà một mình à? Tại vì bố mẹ tớ về quê hết rồi. Ở nhà một mình mà cậu chuẩn bị nhiều thứ ngon thế này, siêu ấy. Tớ chỉ cần ra hàng mua là được thôi mà. Thế sao cậu không về quê cùng bố mẹ? Bố mẹ tớ về quê có tí việc, còn tối tớ phải đi học. Vậy hả? Thế không anh ở đây chơi với tớ đến chiều nhá. Cậu vừa đi học thêm về à? Tớ ở đây chơi càng vui. Hôm nay bố mẹ tớ cũng bận nên ở nhà tớ chẳng có ai chơi cả.